Và xin chào mừng các bạn trở lại với trang những hồi xưa. Ngày nay chúng ta đang cái Bentley GH size 40 bọc vàng của Đức Quốc Sát thập kỷ 1960. Cái này size 40 nhé. Và cầu giữa là 1/10 12K, đi rất nhanh thôi, được hơn 2 năm qua giới thiệu quá nhiều rồi. Cái dòng này về rất nhiều, nên mình đi rất nhanh, mất thời gian. À, chui cánh trái có chữ Mercury Zeppelin. Cà phải số 140. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ cho em xem cái cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ bác tỉnh sáng sức tâm mạnh sự phân tiện bưu điện ô tô bưu điện ô tô vai trò hỏa phân tiện hình nhanh nhất thập định gặp với phí thời gian gửi từ 1-2 ngày chậm là 3-4 ngày thì theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Bọc vàng sáng ngưng hàng thật hàng giả thì nó như cái trẻ để lên hàng ngày, và đối tượng bán hàng giả nhái thì sẽ giấu địa chỉ, giấu số điện thoại, và đối tượng sẽ sử dụng rất nhiều sim khuyến mại sim giác, đặc biệt là đối tượng ở địa chỉ 101 Nguyễn Trường Thọ Ba Đình và 103 Trường Thọ Ba Đình là chuyên bán giống hệ kính này, bán giá 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu, đó là kính giả, kính giá những tàu nha. Và một địa chỉ đó là ngõ 216 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên cũng thế, cũng chuyên chỉ bán kính giả, kính giả, kính nhái giống hệ kính này với giá 7 triệu 8 triệu 9 triệu 10 triệu giống hệ kính này nha. Thì bác hết sức tỉnh táo tàu cũng sẽ bị rơi bẫy của đối tượng đấy. Thì đối tượng sẽ hẹn ở Long Biên, dẫn ra ngõ 216 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên. Một số anh em Long Biên, Gia Lâm rồi Bắc Ninh, Hưng Yên bị dính rất nhiều ở đối tượng đấy, hết sức lưu ý. Một số bác bảo tại sao mà cái nói bốc cốt thế mà không sợ nó đến tìm, mà bảo thôi đến tìm em là càng vui cơ, em sẽ hẹn xong 2-3 giờ các tay các đồ luôn ngay lập tức luôn, bởi vì là nhóm đối tượng đấy là nó đã ý định xấu với những cái định phá thối, cái làm hỏng hết cái thị trường về kính đồ cổ xưa, ảnh hưởng hết uy tín danh dự của em, cho nên là em phải nói lên. Và em đã gọi điện nói với nó rồi, cả vợ chồng nó rồi, nhưng phải không đâu đấy bác, các bác có thể hỏi rõ ngay, riêng với em là bộ thẳng một thật xuyên thủng ngay, bắt nháo là không được, chấp nhận được. Để trên các bác ủng hộ em hơn 2 năm qua bán tại nhà này, Trinh bên em vừa nhập lô kính cổ đồ cổ xưa giá tốt giá thấp, bán giá tốt giá thấp giá rẻ cho các bác, với phương châm là giao lưu vui lừa chính bán đôi khi trẻ thương yêu. Thứ hai là nhận được rất nhiều tin nhắn của một số bác là kính cổ đồ cổ xưa giá cao quá chưa đủ cảnh chơi, nay chưa đủ cảnh chơi vì bên em đã đa giá thấp xuống rồi đó, bởi vì là khi nhập giá tốt thì bán giá tốt, quan điểm rõ ràng như thế ạ. Thực ra cái ngày trước là giá rất đắt nhá, có khoảng 18-19 triệu, thậm chí 20 triệu, bây giờ em đang giao bán với giá là 16.800.000, gọi là 16.800k, giá là 16.800.000, gọi là 16.800k, sản phẩm bán ra luôn luôn được bán trên market toàn cầu trên toàn thuộc các tên về giá tất cả rất sản phẩm, giá là 16.800.000, Mercury GH size 140 bọc vàng. Cái này bác nào mà chán cao vuông rộng sân đình mặt vuông trước điền, tai to và lớn là rất đẹp, rất nổi luôn đó đấy ạ. Cái này sang 140 size 3 to tương đương 1 nhân, size rất to luôn. Đấy, sang 140 nhá, rất thoải mái và rộng rãi nhá, giá là 16.800.000 nhá, rất mới rất đẹp nhá. Giá 16.800.000, bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm, có thông tin ở Hà Nội, Sài Gòn, em số anh em chơi được của bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số thoại hơn 20 năm đã khẳng định trên thương hiệu rồi, thì bác cực kỳ yên tâm về giá cả của sản phẩm. Về thức mua bán, bác nào chuyển khoản, bác ship, bác nào chuyển ship code thì luôn là cọc 200k, thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện có điện thoại trước, tránh tình trạng đến sơ suất quán em bị thẩm định định giá đầu cổ xưa. Thì bác lưu ý nhé, tại sao đối tượng bán hàng giả nhái nó hành hoành như thế, bởi vì nó bán trên cái trang Lazada, Sendo, Shopee và nhiều trang khác nữa, trang Tiki rồi như rất nhiều trang, đó là những trang thương mại điện tử. Những trang đấy thì thời gian hàng bán thì nó không quan tâm mặt hàng gì, nó chỉ là đóng đường quảng cáo. Thì nếu được bán hàng giả nhái sẽ bán trên đấy và sử dụng rất nhiều sim khuyến mại sim giác, chẳng hạn đối tượng ngõ 216 đường Cổ Linh, phường Long Nguyên chuyên bán kính giả, sử dụng phải rất nhiều sim số, khoảng gần chục sim số, toàn 11 số sim trả tiền. Thì bác hết sức lưu ý và cẩn trọng cẩn thận, đối tượng hẹn là cổng siêu thị Hoa Văn Long Nguyên thì tuyệt đối không nên ra, không nên mua, bởi vì rất nhiều bác đã bị dính rồi, khi một số bác đã nhờ em thẩm định. Tại sao em cũng thẩm định qua hình ảnh, qua video, bởi vì hình ảnh video là đối tượng đấy rất lưu manh, nó sẽ chụp vào tại với phương trình của em là thẩm định tại nhà em, tại nhà bác, rõ ràng luôn, quy trình rõ ràng kìa, mua bán quy trình rõ ràng, mua bán như thế thôi, không được bập mờ mà đây vớ vẩn, và nên một số tại nhà, không nên hẹn ở nơi công cộng cộng đồng nhà gái với xe, đó là kinh nghiệm đấy, cả nước ngoài như thôi, và đặc biệt là những đứa con gái thì không mua về kính của đồ cổ xưa, những con gái không hết là quan hiểm thuê bán, rồi thuê bán lưu trên mạng xã hội, rồi mà còn hai dây hẳn ở trên ngực mỗi số điện thoại, và rất nhiều em đã bị dính trong cái chiêu thức về kính giả kính nhái của đối tượng đó. Tất cả về đồng hồ cái bút mật lửa thì bác để ý là cái chữ nó bắn thì nó bắn bằng sơn, và đối tượng làm giả nhái thì nó bắn vào chữ CNC thì rất là sắc nét, còn về hàng thật này thì trong chữ
nó rất là mờ, nó rất là nhỏ, bởi vì trải qua là 7-80 năm rồi, vì 6-70 năm rồi, vì kính viễn là thập kỷ sản xuất, thập kỷ 1950 mà hàng Đức, hàng chuẩn A1, thập kỷ 1950-60 thì chữ nó phải mờ đấy chứ. Còn là sắc nét đấy kia đấy thì là bán CNC, và xong nó xi vàng lên, rất nhiều nghe bị dính, chỉ đeo một vài tuần thôi nó tự nhiên nó xỉn đen thôi, nó xỉn đen cái phần chữ nghĩa chỉ một tuần hay 2 tuần, lâu thì 3 tuần, thì các bác hết sức lưu ý vấn đề này đó. Vâng, rất cảm ơn xem video. Bác nào mà chơi kênh em muốn đăng ký kênh màu đỏ không phải bên dưới video, và nút bị được quả chuông để có cái lên kênh hay đúng cái chữ YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh, và xin chào tạm biệt.